Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải nha. Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ đi ép phát sáng cây đao sát thương lý 191 của Khải nha anh em. Đó, sau khi mua đủ 5 cục này, 1 này, 2 3 4 5. Đó, ok. Dứt đâu mở khẩu hiểm nha. Rồi, mở khó cái đao đó. Rồi, phát sáng. Ý, 30 ô trời. Để chốt luôn nè. Rồi, ok anh em ơi. Đây. Ép tăng chất thật xíu à. Rồi. Ép tăng chất thật. Rồi. Đi mở cái đao. Cái đao đang bị khó. Châm sung. Rồi, ok. 1.000 vàng. 1.000 vàng 3 cao su. Rồi, ok. Tầm này thì nó ép phát sáng rẻ tiền nè. Không phải như trước. Trước hơi mắc. Đấy là khả tính thử bao nhiêu cho anh em xem. 3 cao su. Nó mắc là cái đoạn 3.000 su rồi nè. 3.000 xu thì khoảng ở trong nó không làm tiền ta. 3.000 xu. Rồi. Rồi, ok. Rồi, em phát sáng nha anh em. Em phát sáng xong lên đảo luôn nha. Xem chẳng 2 đỡ 3 bí kiếp. Ép bí kiếp. Ép ta hóng binh thật. Xem chẳng 2. Muốn phát sáng vũ khí. Đây. Ui, chết mẹ rồi. Ủa, phải cục tam sắc thật ông ta. Sao chỗ này nó đỡ là 3 màu thủy tinh. Chết mẹ rồi. Chết rồi, mình ép thành tam sắc thạch nó sai lầm rồi. Trời ơi, tụi này phải đi mua lại rồi à. Thôi không sao. Một vài trăm xu một mất ngơ. Mua lại thôi anh em ơi. Má tự nhiên ép thành tam sắc thạch. Ố mẹ này. Mất 100 mấy chục vạn. Thôi lại. Không sao, đợi đó lần sau không có binh cũng được. Không binh vũ khí cũng được. Giờ này nghe nói là ép thành tam sắc thạch nữa là mình muốn ép. Trời ơi. À, ok. Ép phát sáng nha anh em ơi. Không biết là nó ra màu gì nha. À, tính nhẹ nhẹ anh em xem rồi. 3 kim. 3 kim này là khoảng 200.000 đi. 200.000. Rồi 5 cục đá phát sáng này khoảng 3 kim nữa. Là khoảng 400.000. 4.000 với lại 1.000 vạn này nữa là khoảng tầm mất hết 500.000 nè. Tầm này ép phát sáng hết 500.000 nha nè. Tầm này nó rẻ hơn lần trước. Không thể định vật phẩm có thời hạn. Á đâu. Là sao? Má ngáo à. Gì không thể định vật phẩm có thời hạn là gì trời. Nhớ là như là bỏ thủy tinh với còn mấy cái đá kia rồi này. À, được mà. Đó, ok. Lên chính xác. Chưa biết màu gì anh em. Giờ lên đảo thôi. Giờ lên đảo mới biết màu gì nha. Hết 500.000 đấy. Anh em cũng thích quá. Khải cũng thích quá chừng rồi. Cái đao này phát sáng là quá đẹp. Biết là màu gì thôi. Lên đảo thôi anh em. Không biết màu gì nha. Ấm Malasibu. Màu xanh. Cũng được. Rồi, ok. Màu sáng là đẹp trai rồi. Tiếp tục mang cái nón vô. Rồi.
Mình thì màu nào cũng được nè. Có phát sáng là đẹp rồi. Tăng lại cho nó trúng điểm à. Rồi. Quá đẹp. Đầu tên nè. Tên nó hơi bị chuyển về thất bại trời. Ngáo ngơ năm động rồi. Đổi tên luôn anh em ơi. Nói chung cũng không có khác gì mấy. Tuyệt vời ông mặt trời chưa. Rồi, ok. Đúng rồi, thiên xanh là đẹp luôn nè. Quá à, ok. Chuẩn luôn nha anh em. Cái tách ô tô phải bật lại. Rồi, chuẩn. À, ok. Quá đẹp luôn. Mà cọc bất tiền ạ. Đó vừa rồi phát sáng hết 500 nghìn nè. 3.000 xu. Lại 5 cục đá phát sáng và lại 1 ca vạn. Tầm đó thôi. Rồi ok, dạ thôi. Làm lại auto từ đầu. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ like chia sẻ nha. Đó, đầu tư mạnh cho anh em xem luôn á. Này thì cứ giải 1 quốc thôi. Sẽ đổi chính của Khá đây. Nãy giờ là mang xét hồng ảnh đó. Nhiều anh em đây sẽ đồ mát nha. Đây nè. Đó. Đây. Cái đào mới phát sáng này. Nón nè. Bao tay nè. Mát nè. Ngọc bòi mát nè. Giày mát nè. Đai lưng mát nè. Nhẫn mát nè. Nhẫn này thì chưa mát, nhẫn này đang tìm nhẫn 40. Vũ khí này cũng mát nha nè. Áo này cũng một cấp. Rồi, đó vậy thôi. Đơn giản. Lên được phát sáng là đẹp rồi. Đang gom mua sông Hàm 1 nữa, xong là đẹp luôn nè. Sông Hàm 1 nó có một cái hiệu ứng khá là đẹp. Đó là tóc nồi đánh tóc. Đánh nội 30 cộng 30 và sát thương lý nội thêm 210 điểm nữa. Quá đẹp luôn em. Rồi tốc độ đánh ngoại thì 10%, sát thương ngoại 30 điểm. Sát thương lý phần trăm 60%. Nói chung thì theo hướng nội thì sẽ ok hơn. Theo hướng nội thì đặt móc 101. Đánh sẽ là ok hơn nè. Đó, hiện tại đang 81 rồi. Có sân hàng 1 là đánh ok đó. Rồi, ok nha. Anh em ở video này thì Khải đầu tư phát sáng cái đào thôi, cũng không có gì đặc biệt. Và cho anh em xem xét đồ thôi. Rồi anh em xem thì cứ ủng hộ Khải một like chia sẻ. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, ủng hộ mạnh là ok nha anh em. Khải sẽ cố gắng đầu tư thêm cho anh em xem. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đừng quên ủng hộ mạnh nha.